Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 4 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn toán lớp 4 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài 37 tiết ôn tập trung tiết thứ 3. Ở tiết thứ 3 này thì chúng mình sẽ làm một số bài tập sau. Bài tập số 1, chọn câu trả lời đúng. Chúng ta sẽ quan sát hình vẽ ở trong sách giáo khoa. Trên băng giấy có 6 ô có dấu hỏi và trong các ô đó thì có A một số chẵn, B hai số chẵn, C ba số chẵn, D bốn số chẵn. À, vậy thì ở đây là một cái băng giấy đúng không? Trên cái băng giấy này thì chúng mình thấy có những cái dấu chấm hỏi, tức là yêu cầu những cái số chúng ta cần phải điền vào ở đây. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ phải điền xem là những dấu chấm hỏi ở đây thì là những số nào. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm xem là có bao nhiêu số chẵn. Thì chúng mình thấy đây là số 12, số 11 và số 10. À vậy thì chúng ta thấy 10 rồi đến 11 rồi đến số 10, 12. Số đằng trước hơn số liền kề đằng sau là một đơn vị đúng không? Vậy muốn tìm số ở dấu chấm hỏi này thì chúng ta chỉ cần cộng thêm 1. 12 thêm 1 là 13, 13 thêm 1 là 14. Tương tự như ở đây, đây là 999 rồi đến 1000, rồi đến 1101, 1102 đúng không? Và đây là số 21. Vậy thì nhìn vào đây chúng mình hãy cho thầy biết có bao nhiêu số chẵn. Ở đây có số chẵn đó là 14 và 1002 đúng không? Vậy đáp án nào là đúng? À đúng rồi, chính xác đáp án B. Đó là hai số chẵn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo. Bài tập tiếp theo yêu cầu chúng ta đó là điền dấu lớn, dấu bé và dấu bằng. Ở đây thì chúng mình thấy sẽ có bốn phép tính. 1 mét vuông, 56 dm vuông, lớn hơn hay là bằng hay là bé hơn 27 dm vuông cộng với 89 dm vuông và 150 mm vuông nhân với 2 lớn hơn bé hơn hay là bằng 3 cm vuông, 6 tạ cộng 2 tạ lớn hơn bé hơn hay là bằng 75 yến, 4 tấn 500 kg bé hơn lớn hơn hay là bằng 9.000 kg chia cho 2. Thì ở đây muốn biết được thì chúng mình cần phải tính và đổi ra đúng không? Áp dụng cách đổi thì 1 mét vuông thì bằng 100 dm vuông, 1 cm vuông thì bằng 100 mm vuông, 1 tạ thì bằng 10 yến, 1 tấn thì bằng 1.000 kg. Và chúng ta sẽ phải thực hiện các phép tính, ví dụ như là nhân, cộng và chia ở đây đã. Đầu tiên chúng ta sẽ phải đổi cái đơn vị này thành dm vuông đúng không? Đó là 1 mét vuông 56 dm vuông thì sẽ bằng 156 dm vuông. Cộng hai cái này lại thì chúng ta có thể thấy đây là 116 dm vuông. Và chúng mình thấy chúng ta sẽ điền dấu gì? Đương nhiên 156 sẽ lớn hơn là 116 dm vuông đúng không? Đây thì là 150 mm vuông nhân với 2 thì sẽ bằng 300 mm vuông. 3 cm vuông chúng ta sẽ đổi ra mm vuông cũng bằng 300, vậy thì dấu bằng đúng không? 6 tạ cộng với 2 tạ, chúng ta thấy 6 tạ cộng với 2 tạ thì bằng 8 tạ đúng không? Và 8 tạ thì đổi ra yến thì bằng 80 yến. Còn 75 yến thì chúng ta sẽ điền đây là gì? À dấu lớn đúng không? 4 tấn 5 kg. 4 tấn 5 kg thì chúng ta sẽ phải đổi ra là kg. 4 tấn 5 kg thì sẽ bằng 9 là sẽ là bằng 4 tấn 5 kg
thì sẽ bằng 4.500 kg đúng không? Và 9 kg chia cho 2, 9.000 kg chia cho 2 thì bằng 4.500 kg. À, ta điền dấu dấu bằng. Bây giờ chúng ta sẽ tính giá trị của biểu thức. Ở đây chúng mình sẽ có hai cái biểu thức. Tính giá trị của biểu thức thì trong biểu thức có các phép tính cộng trừ nhân chia, thì ta thực hiện phép tính nhân chia trước cộng trừ sau. Trong biểu thức mà có dấu ngoặc thì chúng ta sẽ thực hiện ở tính ở trong ngoặc trước đúng không? Thì bây giờ chúng ta thử dừng video và làm bài tập này. Đối với bài phép tính A thì chúng ta thấy để ý có dấu ngoặc đúng không? Thì đương nhiên chúng ta sẽ phải tính ở trong ngoặc trước. Chúng ta sẽ thấy bằng 78.060 chia cho 3. 3 ở đây chính là 10 trừ 7 bằng 3 và cộng với 300.045. Chúng ta chia trước đúng không? Thì sẽ bằng 26.020 cộng cho 300.045 thì sẽ bằng 326.065. Còn đối với phép tính B không có dấu ngoặc thì chúng ta sẽ làm phép nhân trước. Chúng mình sẽ bằng 26.000 cộng cho 54.090. 54.090 chính là 9.015 nhân với 6. Thì chúng ta sẽ cộng hai cái này lại thì sẽ bằng 80.090. Bạn nào cũng đáp án như trên màn hình của ta là đúng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập B44, đó là bài tập 4A. Điền đúng hoặc là sai trong hình vẽ sau, đó là hình E, DGH là hình thoi đúng hay sai, LGEK là hình bình hành đúng hay sai, KEHY là hình thoi đúng hay sai, có hai đoạn thẳng song song với đoạn thẳng GE đúng hay sai. Như vậy thì chúng ta thấy nếu như hình thoi thì là có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau. Như vậy là E, G, G, H, E, G, G, H. Như vậy đây là hình thoi đúng hay không? Đúng, chính xác, đúng đúng không? Hình bình hành thì có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. L, G, E, K. L, G, E, K. Có hai cặp cạnh song song đối diện L, G và K, E. Như vậy chúng ta thấy đúng là hình bình hành. Hình thoi, tiếp theo thì hình thoi là hình có hai cặp cạnh đối diện song song thì là KEHY, KEHY. Cái này thì chúng ta thấy là gì? Sai đúng không? Câu tiếp theo là có hai đoạn thẳng song song với đoạn thẳng GE, là GE có hai đoạn thẳng song song. Như vậy chúng ta thấy có hai đoạn thẳng song song với đoạn thẳng GE đúng không? Đó là GH và LK là đúng. Chúng ta sẽ đến với một bài toán có lời văn. Ở bãi đất ven sông, người ta trồng tổng cộng 760 cây ổi và cây chuối. Biết số cây ổi nhiều hơn số cây chuối là 40 cây. Hỏi có bao nhiêu cây chuối và bao nhiêu cây ổi? Thì đây là một dạng toán tìm hai số khi vật tổng và tiện đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ dừng video và tóm tắt bằng sơ đồ. Sau đó thì chúng ta sẽ giải bài toán này. Đầu tiên chúng ta sẽ tóm tắt đây là cây chuối. Cây chuối thì chúng ta thấy một đoạn phân sông của trồng tổng cộng là 760 cây ổi và cây chuối. Biết tổng số cây ổi nhiều hơn, cây ổi thì nó dài hơn với nhiều hơn. Tổng hai cây đó là 760 cây. Yêu cầu tìm có bao nhiêu cây chuối và bao nhiêu cây ổi đúng không? Đây là một bài toán tìm hai số khi biết tổng. Thì muốn tìm số bé trước thì chúng ta sẽ thấy tổng trừ ký hiệu chia cho 2. Tìm số lớn thì chúng ta thấy là số lớn thì bằng tổng cộng hiệu và chia 2. Thì chúng ta sẽ giải bài tập này bằng hai cách. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ tìm xem là trong vườn có số cây ổi là, thì chúng mình sẽ lấy 760 cộng với 40 và chia cho 2 thì đó là có 400 cây ổi. Trong vườn có số cây chuối là, chúng ta lấy tổng trừ đi số cây ổi thì ra cây chuối. Tổng ở đây là 760
trừ cho 400 thì là 360 cây, đáp số cây ổi là 400, cây chuối là 360. Và cách thứ hai thì chúng ta lại tìm số cây chuối trước, đúng không? Cách thứ hai thì chúng ta sẽ tìm số cây chuối là thì sẽ là 760 trừ cho 40 chia cho 2 thì bằng 360 cây. Và trong vườn thì số cây ổi nhiều hơn cây chuối là 40 cây. Chúng ta lại lấy số cây chuối cộng với 40 thì sẽ bằng 400 là cây ổi. Đáp số sẽ là cũng là 360 cây, cây chuối, cây ổi là 400 cây. Bạn nào cũng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong tiết luyện tập chung bài 37 tiết thứ ba. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo cho những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại em trong những video sau.